Thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ, chúng ta đã nghe nhiều ca khúc của Mộng Trang và Dương Phương Linh phổ thơ từ Nguyễn. Hai người sống quanh Paris, một người ở mãi tận xứ Huế xa tít mù tắt. Chưa gặp nhau bao giờ, nhưng do sự đồng cảm, vẫn có những lúc ngân dung, tiếng tơ, lòng để tạo nên những tác phẩm chung độc đáo. Bài thơ Trao gửi cho nhau của chị Từ Nguyễn sẽ được Mộng Trang hát lên sau đây để nói lên được điều đó. Và Trang sẽ trình bày cùng với anh trai Nguyên Lộc và người bạn đời Xuân Sơn. Xuân Sơn chính là người chơi bass trong ban nhạc, và Quang nghĩ là Sơn cũng yêu âm nhạc, chắc chỉ kém yêu vợ một chút xíu mà thôi. Và Xuân Sơn cũng là người đã hết sức ủng hộ Mộng Trang trong việc chuẩn bị cho sự ra đời của những đĩa nhạc cũng như cho concert Mộng Trang and Friends ngày hôm nay. Bản nhạc tiếp theo Trao gửi cho nhau, thơ từ Nguyễn, nhạc Mộng Trang, sẽ do hai anh em Nguyên Lộc và Mộng Trang trình bày với phần bass của Xuân Sơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lời mùa rực rỡ, hôn hôn.